Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Rạng sáng qua, Arsenal chạm trán Benfica tại sân Olympico trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 Europa League. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, The Gunners đã bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1 đều và chỉ có được lợi thế mong manh trước trận lượt về. Bukayo Saka là tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho Arsenal ở phút 57. Ngoài ra, chàng trai 19 tuổi còn để lại nhiều ấn tượng trong suốt quãng thời gian có mặt trên sân. Chứng kiến màn trình diễn của Bukayo Saka, huấn luyện viên Mikel Arteta đã không tiếc lời khen ngợi. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ông chia sẻ: Saka đang ở trong khoảng thời gian tuyệt vời, cậu ấy tràn đầy tự tin, có đóng góp quan trọng trong những trận đấu gần đây. Kể từ khi tôi đến Arsenal, đây là khoảng thời gian cậu ấy có phong độ cao nhất và luôn duy trì ổn định. Saka cần phải tiếp tục làm như vậy. Hiện tại, cậu ấy là một cầu thủ quan trọng của Arsenal. Chúng tôi phải bảo vệ Saka, tránh để cậu ấy gặp phải áp lực do kỳ vọng quá lớn. Xong, tôi sẽ không làm gián đoạn quá trình phát triển của cậu ấy. Chúng tôi phải hỗ trợ Saka, cho cậu ấy những lời khuyên tốt nhất và quản lý số phút để đảm bảo cậu ấy tiếp tục duy trì phong độ cao. Hiện tại, điều này đang tạo nên thách thức lớn. Saka đã trở thành mối đe dọa thực sự, luôn tham gia vào nhiều bàn thắng và duy trì sự ổn định trong màn trình diễn của mình. Sự cân bằng này rất tốt cho cậu ấy. Xong, nên nhớ rằng Saka mới 19 tuổi và chúng tôi phải bảo vệ cậu ấy. Sau trận đấu với Benfica, huấn luyện viên Mikel Arteta đã có những nhận định về màn trình diễn của các cậu học trò. Chúng tôi đã tạo ra thế trận áp đảo và sở hữu một số cơ hội ngon ăn, nhưng có lẽ các chân sút của Arsenal cần phải lạnh lùng hơn nữa. Trong trận đấu này, tôi rất thất vọng vì cách các học trò để thủng lưới. Một quả penalty oan nghiệt, nó giống như chúng tôi tự bắn vào chân mình vậy. Thật may là các cầu thủ đã vực dậy ngay lập tức và có bàn thắng gỡ hòa rất nhanh. Trong 20 phút cuối trận, dù đã nỗ lực nhưng cả hai đội đều không thể ghi bàn thắng và chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải làm trong trận đấu lượt về. Trước mặt Arsenal là thử thách cực đại tại ngoại hạng Anh, đụng độ Manchester City tại vòng 24 cuối tuần này. Sau đó, họ sẽ tái đấu với Benfica vào giữa tuần sau. Số 14 từng được huyền thoại Thierry Henry khoác lên ở Arsenal và là một trong những số áo được các cổ động viên của câu lạc bộ phía Bắc London yêu thích nhất. Pierre-Emerick Aubameyang đang là chủ sở hữu hiện tại của chiếc áo số 14 và tiền đạo trẻ Martinelli muốn tiếp bước cầu thủ người Gabon sau này. Tất nhiên, Aubameyang là một cầu thủ kinh ngạc, không chỉ với tư cách một cầu thủ mà còn là một con người đáng kinh ngạc. Thật vui khi có anh ấy trong đội bóng, anh ấy chơi ở vị trí của tôi. Tôi có thể nhìn Aubameyang mỗi ngày và cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể. Tôi muốn theo bước chân của Aubameyang. Anh ấy là đội trưởng của đội bóng, mặc áo số 14 là biểu tượng của câu lạc bộ. Tôi hy vọng mình sẽ có một tương lai tươi sáng tại Arsenal. Bây giờ, tôi muốn được ra sân nhiều hơn, nhưng trong tương lai, chắc chắn tôi muốn giành chức vô địch Champions League và Premier League cùng Arsenal. Tôi muốn vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil. Ước mơ của tôi là được chơi cho đội tuyển quốc gia Brazil. Một phần vì chấn thương, Martinelli mới có 211 phút thi đấu ở Premier League mùa này và chưa có bất cứ đường kiến tạo nào hay bàn thắng nào cho pháo thủ. Dù sao, anh vẫn là cầu thủ đầy tiềm năng và có thể tiếp bước Aubameyang. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.